cách phá casio của mấy đứa cùng bạn. Anh em nào chưa biết nhớ xem ngay video này, mình sẽ hướng dẫn anh em một cái cách mà anh em có thể làm tê liệt tất cả các phím ở trên casio của mấy đứa đó luôn. Đầu tiên các bạn chỉ cần làm như sau. Đầu tiên các bạn bấm shift e mũ n e mũ n e mũ e mũ e mũ, đến lúc nào nó hết thì bấm được thì thôi, các bạn cứ bấm cho mình như thế nhá. Sau đó anh em bấm alpha x rồi sang phải 1 2 3 4 5, alpha x 1 2 3 4 5, alpha x rồi kéo xuống dưới cho nó bằng bên kia đó. Rồi sau đó các bạn alpha 2 chấm shift cộng 1,0 đóng ngoặc, rồi các bạn bấm CLC âm 1 bằng, nó ra 2, bao nhiêu ấy. Rồi các bạn bấm bằng, rồi anh em bấm sang trái, rồi các bạn bấm ngoặc 1 2 3 4 5 6 1 đóng ngoặc, rồi các bạn bấm bằng. Và bây giờ thì nó sẽ liệt tất cả các phím, anh em chuồn nó thoải mái luôn mọi người nhá, phải lo lắng gì đâu, không sợ hỏng mọi người nhá.